Đối tượng là Võ Hoàng Quang, 36 tuổi, trú xã Sơn Thủy, huyện Lệ Thủy. Hiện đối tượng này đang bị tạm giữ cùng số tan vật để phục vụ điều tra. Trước đó, công an huyện Lệ Thủy phối hợp với tổ tuần tra thuộc phòng cảnh sát giao thông công an Quảng Bình, yêu cầu dừng xe ô tô do đối tượng Quang điều khiển tại khu vực đường Hồ Chí Minh nhánh Đông đoạn qua huyện Lệ Thủy, kiểm tra trên xe lực lượng công an phát hiện nhiều loại vũ khí nguy hiểm, gồm một khẩu súng tự chế bắn đạn trì, một hộp đựng 52 viên đạn trì, hai còng số 8 bằng kim loại, một quả mìn tự chế cùng đoạn dây cháy chậm và một số dao kiếm ngay sau đó đối tượng này cùng các tan vật đã bị đưa về cơ quan công an để phục vụ điều tra hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra nguồn gốc của những vũ khí này